thiếu gia Trà Vinh đưa hết tài sản cho Quỳnh Lương giữ dù chưa cưới, từ bỏ chơi siêu xe vì lý do này. Mới đây, Quỳnh Lương và Tiến Phát nắm tay nhau cùng tham dự một sự kiện cuối năm. Cả hai thể hiện sự ăn ý trong cách thể hiện tình cảm trước ống kính và cũng rất hợp rơ khi chia sẻ về tiền bạc. Quỳnh Lương được công chúng biết đến và yêu mến qua các bộ phim truyền hình. Hiện tại cô đang gây ấn tượng với phim Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do, khiến công chúng chú ý. Về chuyện đời tư, cô hiện tại đang hạnh phúc bên người yêu thiếu gia Nguyễn Tiến Phát. Trong một đoạn phỏng vấn ngắn với báo chí mới đây, Quỳnh Lương cho hay chuyện kết hôn trên mạng xã hội thời gian qua chỉ toàn là đồn thổi. Nổi lên với danh xưng thiếu gia Trà Vinh, nhưng Quỳnh Lương cho biết Tiến Phát không dựa dẫm vào gia đình, cũng tự kiếm tiền theo đuổi sở thích xe sang. Tuy nhiên, kể từ sau khi quen bạn gái, Tiến Phát dần thay đổi cách chi tiêu này, không còn đốt tiền vào thú chơi xe của mình nữa. Kể từ khi nên duyên sau chương trình Người Ấy Là Ai 2023, cặp đôi nhận về không ít sóng gió và những tin đồn không hay trong chuyện tình cảm. Nhưng khi ngồi xuống và cùng nhau giải đáp từng vấn đề mới thấy, cả Quỳnh Lương và Tiến Phát đã cố gắng gìn giữ cho mối quan hệ của mình, không ngừng nỗ lực vun đắp và đồng hành cùng đối phương. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.